Hello, xin chào các bạn. Và ngày hôm nay mình sẽ là một học sinh cá biệt. Thì lần này mình sẽ có một chuyến đi về quê và thăm lại bà cô giáo chủ nhiệm năm xưa của mình nha. Nhưng mà trước khi mình đi về quê thăm cô giáo để mình vào đây mình mua đồ đã các bạn ơi. Chỗ này là một cái tiệm tạp hóa đây. Ôi, anh trai kia đứng sao mà đẹp dữ vậy? Các bạn coi nè, cái cửa của anh ta vậy, đứng ở giữa cửa luôn. Anh trai ơi, anh trai có thể nào né sang một bên cho em đi vào được không? Chứ anh trai đứng vậy sao đi vô được, chắc anh trai ghê luôn á. Anh trai ơi, trời ơi sao mà anh đứng im re vậy các bạn. Anh trai ơi, né sang một bên cho em được không? Ui, bể cửa của anh ta luôn các bạn. Trời ơi, bể kiến tùm lum tùm la rồi. Anh trai ơi, sao mà anh trai hung dữ dữ vậy? Em chỉ kêu anh trai né sang một bên thôi mà. Anh trai không né sang một bên thì em nhảy vào thôi. Lỡ trúng con cái một mà anh trai hung dữ quá các bạn ơi. Chắc anh trai ghê luôn á. Rồi ông chú ơi, bán cho con chút xíu kẹo của ông chú. Ui, sao đánh mình rồi? Đừng đừng ma, đừng ma, đừng ma, đừng có đánh mình. Ông chú ơi, giúp con với ông chú ơi. Ông chú ơi, giúp con với. Rồi xong phim luôn. Ông chú cà siêu cà dẹo rồi các bạn. Anh trai ơi, em xin lỗi anh trai mà. Sao mà anh trai hung dữ dữ vậy? Thôi các bạn ơi, mình đi luôn nha. Ui, con xe này có ai đậu đây đây ta? Ấy, anh trai, đừng có lo em xuống mà. Hình như là con xe này của anh rồi các bạn ơi. Đẹp quá các bạn. Mà các bạn coi thanh niên này chạy xe, cái tướng nhìn đúng chát luôn các bạn ơi. Hai cái tay kìa nó móc lên. Trời ơi. Cái tướng chạy xe xấu thật sự luôn á. Hung dữ với em nè. Cái này thì hung dữ với em nè. Anh trai có tên là em điện thoại cho bà cô giáo của em đến đây đánh anh trai không? Anh trai đừng hung dữ nha. Anh trai đừng hung dữ nha. Đó các bạn ơi, xỉu luôn rồi. Chán ghê luôn á. Mình chỉ định vào đây mình mua một chút xíu đồ thôi các bạn ơi. Mình mua đồ cho cô giáo của mình nha. Ồ, mình không đủ tiền mua nước ngọt hả? Buồn vậy. À quên các bạn, anh trai thu ngân xỉu rồi, cho nên là mình mua bánh kẹo không được nha. Như vậy thì thôi các bạn ơi, mình đi về quê thăm cô giáo của mình luôn. Chán quá. Rồi, lên đường thôi các bạn ơi. Wow, con mô tô này chạy đã dữ vậy ta. Các bạn coi nè, đánh võng các kiểu nè. Hello mấy anh trai, hello mấy anh trai, hello mấy anh trai. Dính nhất luôn các bạn, dính nhất luôn kìa. Ủa sao mình đặt không được ta? Cái gì mà gọi điện cho cảnh sát? Anh trai ơi, đừng có gọi điện cho cảnh sát mà. Em có làm gì đâu mà anh trai gọi điện cho cảnh sát. Cái tướng vừa lùn vừa nhỏ chạy con xe mà đạm tao nữa các bạn, nhìn đúng hài luôn á. Rồi thì bà cô giáo của mình hiện tại đang ở ngân hàng nha các bạn. Bây giờ mình sẽ vào ngân hàng thăm cô giáo luôn. Wow, các bạn có con chiếc mô tô rồi nè, chạy lắm các bạn ơi. Đánh võng các kiểu nè. Ôi, đằng đây có anh trai bán trái cây luôn hả? À, được, được, được các bạn ơi. Ngày hôm nay vừa đi thăm cô giáo mà mình vừa đi cho mọi người luôn nha. Ông chú ơi, ông chú mua gì vậy? Ông chú ơi, ông chú mua gì vậy ông chú? Ông chú ơi, sao ông chú không trả lời? Chán mọi người ghê luôn các bạn ơi. Anh trai ơi, anh trai ơi. Anh trai ơi. Đúng rồi anh trai ơi, ra đây làm vài giám bốc xin ở làng với em đi, lâu lắm rồi em bị lục nghề rồi. Anh ra đây đi làm vài giám bốc xin với em nè. Đúng rồi, ra đây ra đây ra đây ra đây ra đây, em chấp hai người luôn. Được đó, được đó các bạn. Ui ui, cái gì hung dữ vậy ông chú này? Trời ơi ông chú ơi, con đang định solo mà sao ông chú đánh chết người ta rồi ông chú này? Chán chú ghê luôn á. Ủa các bạn ơi, ông chú có vũ khí kìa, ông chú có dao kìa. Ông chú này hung dữ quá. Nào ông chú, ông chú muốn đánh boxing không? Cái tuấn lùng quá các bạn ơi, đánh không tới nè các bạn. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, ông chú đánh đi. Đánh đi ông chú. Ôi, ông chú bụng phệ. Mình nhỏ các bạn ơi, mình đấm không tới nè, mình đấm toàn hụt thôi các bạn ơi. Mình chỉ đạp được thôi à, chứ mình đánh bằng tay không được nha. Tướng mình nó nhỏ quá các bạn, lùn quá. Nào ông chú, đánh boxing không? Đánh boxing không? Đánh boxing không? Đánh không được luôn các bạn ơi, mình chỉ đạp được thôi à. Cái gì mà đẩy liên tục vậy? À, mình đẩy ra ngoài đây luôn các bạn ơi. Nè, đẩy ra ngoài đây luôn. Nè. Xe đến là cho xe hung ông chú nha. Đúng rồi, đúng rồi. Ui các bạn coi kìa. Hai ông chú này sao đánh mình? Ủa, mình có làm gì đâu. Mình chỉ đang đánh boxing với ông chú kia thôi mà. Sao mọi người hung dữ vậy? Rồi các bạn ơi, ba người đánh một đứa con nít. Ba ông chú già đầu rồi nha mà đánh một đứa con nít. Chán cái luôn các bạn, mình đánh không được nè. Mình sử dụng bằng tay không được các bạn ơi. Mình chỉ đánh bằng giò thôi à. Đó, đó.
Nè, đúng rồi đó, xỉu rồi đó. Xỉu rồi đó. Ô ô ô ô. Đánh nhau luôn các bạn ơi. Mình không ngán đâu, mình không ngán đâu. Mình chỉ muốn solo tay đôi thôi mà. Vậy mà hai ông chú này không cho mình solo luôn. Thôi chán quá các bạn ơi. Đánh cái gì không có được, nó toàn đẩy không à. Buồn ghê luôn á. Còn anh trai này bán trái cây, không lo bán trái cây đi. Còn đó mình chụp hình nữa. Đánh lộn các bạn ơi, đúng rồi mọi người. Đánh nhau đi mọi người ơi, đánh nhau đi. Đánh nhau đi. Buồn quá các bạn ơi, nhân vật này nó lồn quá. Nó phải cao hơn một chút kìa các bạn. Như vậy thì mình đánh bằng tay mới được. Coi nhân vật của mình nó lồn quá các bạn ơi. Mình đánh toàn trúng giò thôi à. Trời ơi. Bực rồi nha, bực rồi nha, bực rồi nha. Lấy cái này đánh các bạn ơi cho nhanh. Đó, bực rồi nha. Bực rồi nha, hai người. Này, ba người này, ba người này. Bực rồi đó. Ôi. Đâm sập bên cái tấm bảng bán hàng của tao luôn các bạn. Rồi, đi về quê thăm cô giáo thôi các bạn ơi. Quẩn quá chừng quẩn đi mà, mất thời gian quá. Rồi, mình sẽ lên đầu cho các bạn xem nha. Đó các bạn. Trẻ trâu này các bạn ơi, chạy xe mô tô lên đầu các kiểu nè. Đó, run 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 run. Úi, từ 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 từ. Bay lên, bay lên, bay lên. Đó. Nhìn ngầu ghê chưa các bạn. Chạy xe sao mà chu cú đích lên trời. Hai cái tay thì nó máng lên. Cái tay nhìn giống như chai như là bị tạt luôn các bạn. Nó quéo 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 lại á. Nhìn nó hài hài sao đâu ta. Rồi cô giáo ơi, em đến đây, em đến đây. Lâu rồi không có thăm cô. Ủa, ai vừa mới la, ai vừa mới chửi mình gì vậy ta? Ơ à, NPC tương tác à. À NPC, NPC tương tác cốt truyện nè. Ui da, sao cầm cái này đánh người ta rồi. Đánh bằng tay không nó mới hay các bạn ơi. Rồi xong phim luôn. Giờ đánh bằng tay mà nó quật như vậy là xong phim rồi các bạn. NPC cốt truyện nè các bạn ơi. Mình nhớ hình như là mình có quả cầu tuyết. Đây 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 các bạn. Đó, đó. Xỉu luôn nha, xỉu luôn nha. Tên niên này tên là Bill Binder. Trời ơi, chưa tương tác nữa các bạn. Trời ơi, mình chọn quả cầu tuyết sao xỉu luôn rồi. Đây, cô của mình đây các bạn ơi. Wow, cô ơi, lâu lắm rồi không gặp cô. Cô vẫn ngầu như ngày nào. Mà hình như cô giáo của mình có một khẩu mà gờ các bạn ơi. Gì mà ghê vậy. Cô giáo có một khẩu mà gờ luôn hả. Cô giáo ngày hôm nay là bảo vệ cho một cái ngân hàng ở Vịnh Bắc Bộ các bạn ơi. À, mình nhớ là mình có một cái món đồ mình cho được các bạn. Đó 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 đó. Mình sẽ cho cô bằng cái này nha các bạn. Ui da. Nào nào. Nào. Ui. Cô ơi cô, đó các bạn. Phải chưa? Các bạn coi cô ơi, cô bay rồi, cô bay rồi. Ủa cô đâu rồi, cô đâu rồi, cô đâu rồi. Cô đâu rồi các bạn? Ơi các bạn coi kìa. Cô bay mấy chục vòng luôn các bạn ơi. Cô cầm khẩu MG cô bắn mình. Mình cho cô một quả bom bay. Cô bay mấy chục vòng luôn các bạn. Đây các bạn coi nè. Ơi da. Đừng nào, bom đâu, bom đâu, bom đâu. Bom đâu. Đó các bạn. Ôi cô bay. Trời ơi. Cô bay lên tới trời luôn các bạn ơi. Rồi xong phim cô rồi, xong phim cô rồi. Xong phim cô rồi. Ôi. Nhưng mà cô giáo của mình trâu bò lại các bạn ơi. Các bạn coi vậy á, chứ không sao đâu. Ủa là làm sao bây giờ mình đi xuống dưới được đây. Mình phải chạy xe của mình xuống các bạn ơi. Chứ mình bỏ xe lên đây là anh chút nữa người ta chôm xe của mình á. À các bạn, ngoài ra mình cũng có thể tròn được mấy con xe rác đó nha các bạn. Đây, xe này đi. Ui. Mình định tròn thôi mà mọi người ơi. Đứng yên một chỗ đi mọi người. Đứng yên một chỗ đi mọi người. Cho mình ném quả bom này đã. Mọi người đừng có chạy nha. Cho mình ném đi, cho mình ném đi mà. Đây các bạn coi nè. Đó. Hai con xe này nha. Ủa các bạn. Xe nó bay nó quay luôn các bạn ơi. Cái quả bom này nó hài hài sao đâu các bạn. Ngay cả xe cũng tròn được đó nha các bạn. Chứ không phải riêng gì người ta đâu. Rồi, bà cô giáo của mình, bà bị kẹt ở dưới rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới giúp bà nha. À, mấy anh trai cứu hỏa hả? Mấy anh trai lính cứu hỏa hả? Mấy anh trai lính cứu hỏa hả? Bạn coi nè, bay luôn nha các bạn, nó bay luôn á, không đùa được đâu. Đó, đó, đó. Ui, sao không bay? Nó bị kẹt dưới đó rồi các bạn ơi, nó không bay được kìa, chán ghê luôn á. Rồi, cô ơi, cô của em ơi, cô của em ơi. Cô đâu rồi, cô đâu rồi. Hỏi các bạn coi bà cô của mình kìa. Cô cầm nguyên một khẩu MG của bắn mình luôn. Cô cầm một khẩu MG của bắn em luôn hả cô. Cô ơi.
Cô ơi. Ồ. Nào nào nào, quăng quăng quăng. Cô đứng dậy xem cho được. Các bạn ơi, nó mất cái tâm rồi các bạn ơi. Nó phải hiện ra cái tâm kìa. Mình chọn cô giáo của mình mới được nha. À hình như là mình có. Đây các bạn ơi, bơm xăng đây, bơm xăng đây. Cô ơi, ơ. Không cháy cô luôn hả? Cái gì mà ghê vậy? Không cháy cô. Không cháy cô thì còn cho cô bay nữa nha cô. Cô ơi đừng có trút xe của em cô ơi. Bay lên nóc nhà luôn các bạn ơi. Bay lên cây luôn kìa. Rồi 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 rồi. Cô ơi. Đấy chưa các bạn. Cô bay mấy chục vòng luôn kìa. Này cô ơi. Cô đứng yên đó cho em đi. Lâu quá gặp cô mà. Cô hung dữ quá. Cô lại cầm súng bắn em nữa chứ. Wow các bạn ơi. Bỏ cô bay mấy chục vòng luôn kìa. Mình sẽ cho mở thêm một vài quả nữa nha các bạn. Cái quả bom này mình chơi đang vui mà. Rồi. Té rồi nằm xuống, giảm cầm súng bắn được nữa hả cô? Cô ghê vậy. Cô ghê vậy. Ô. Sao mình ném không được ta? Mình phải canh nó đúng tâm các bạn ơi, không có tâm là mình ném nó trật lắc à. Ui. Nè cô. Đó. Cho cô bay nữa nha. Khó ném quá các bạn ơi. Mình ném cô của mình nó toàn né sang một bên không à. Ui cô ơi đừng có trúng xe của em nha cô. Rồi xong phiên luôn rồi. Hình như trúng xe của mình hay sao đó các bạn ơi. Ơi cô ơi là cô. Trúng xe của em rồi cô ơi. Cô chạy đâu. Cô chạy đâu. Trúng xe của mình rồi các bạn ơi. Nổ xe của mình rồi. Ơ à, chưa các bạn. Con xe của mình nó chưa có nổ nha. Nó chỉ mới ở dưới đó thôi các bạn ơi. Nó chưa nổ, nó chưa nổ. Rồi cô ơi, mệt cô quá à. Em troll cô có một hai lần thôi. Mà cô cầm súng bắn em hoài luôn á. Cô muốn không? Bây giờ em với cô cùng nhau đi cướp ngân hàng nha cô giáo. Cô giáo đáng sợ của em. Bà cô giáo chủ nhiệm năm xưa của em ơi. Mình sẽ troll quả thêm một vài quả nữa nha các bạn. Rồi mình sẽ rủ bà đi cướp ngân hàng luôn. Đó, bay nè, cho cô bay nè. Con cho cô bay liên tục luôn á cô. Con không cho con mà dậy đâu. Nè. Ôi, các bạn coi kìa. Bà giống y chang như là bà đang nhảy hết hốp luôn vậy đó. Đó, đó. Cô bắn em nè, cô bắn em nè. Em cho cô nhảy hết hốp luôn nha. Đó các bạn. Cái này hình như là mình cũng có thể cho được tạo thiện đó các bạn ơi. Nè. Ồ, cô bắn em đi, cô bắn em đi. Con xe của mình nó bị hư rồi các bạn ơi. Con biết sao nó bị hư rồi nè. Để mình fix lại nha các bạn. Ngoài kia mình thấy nó có một chiếc thuyền của cảnh sát các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ ra ngoài đó mình trộn thử nha. Ôi, chiếc thuyền cảnh sát bỏ chạy luôn hả? Ôi, mấy cảnh sát ơi, đừng có bắt bà cô của em nha. Bà cô của em hiền lắm luôn á. Mấy anh đừng có bắn bà cô của em mà. Cô ơi cô, bây giờ em với cô cùng nhau đi cướp ngân hàng nè. Cô đừng có bắn em nữa mà. Em mệt cô lắm luôn á. Rồi luôn các bạn ơi, cảnh sát bắn bà cô giáo của mình kìa. Hi hi, hên quá các bạn ơi. Mình nói chuyện với cô của mình cả buổi trời á. Rồi cô của mình mới hết giận nha. Còn anh trai nữa. Chỗ người ta đang nói chuyện, không thấy người ta đang nói chuyện hay sao, còn đi ngang qua nữa chứ. Chán anh trai ghê luôn á nha. Bắn anh trai phát cảnh cáo anh trai nè. Bắn anh sợ anh xỉu rồi các bạn. Rồi cô ơi, ngày hôm nay con với cô sẽ cùng nhau đi cướp ngân hàng nha. Rồi các bạn, bây giờ mình sẽ chở cô của mình đi cướp ngân hàng thôi. Lên xe đi cô, con sẽ chở cô đi. Các bạn, cái thằng nhóc này nó chở bờ cô nhưng mất cười ghê chưa các bạn. Ôi ơi. Nhìn xong mà nó cứ bựa bựa sao đó các bạn. Ui bay lên luôn. Để mình fix lại con xe của mình nha các bạn. Bà cô hồi nãy cô bắn sao mà xe con bây giờ nó rồ máy rồi cô ơi. Xe con nó muốn hư với cô luôn rồi đó nha. Rồi chạy lên chạy lên chạy lên. Ôi cái đoạn đường này sao mà khó chạy dữ vậy. Ủa ai mới la làng vậy. Gì vậy anh trai. Em chạy xe ở đây mà. Không có ảnh hưởng gì tới anh trai đâu mà anh trai chửi em. Đây các bạn coi nè anh trai nè. Hồi nãy mình vừa chạy xe lên. Sao anh trai chửi em. Ui da té rồi anh trai ơi. Rớt ly cà phê của anh trai luôn hả? Cái gì vậy anh trai? Anh trai muốn gì? Xuống đây. Làm gì dám bốc xin không? Anh trai. Anh trai. Đúng rồi. Cô giúp con giấy cô ơi. Đó. Ủa cô. Khẩu mà gờ của cô đâu? Cô giáo của mình cắt khẩu mà gờ rồi các bạn ơi. Bây giờ cô có một khẩu súng điện hả? Súng điện mới cũng được đó các bạn. Bắn chút xíu là xỉu luôn nha. Không được đâu các bạn ơi. Đúng rồi cô ơi. Bắn súng điện đi cô. Bắn súng điện đi cô. Bắn súng điện đi cô. Ơ quả cầu tí của mình. Đây các bạn. Hình như mình sắp hết rồi các bạn ơi. Để mình chỉnh lại chế độ vô tận đạn nha. Để một chút nữa đang chơi vui các bạn. Hết đạn thì buồn lắm. Đó. Nè.
Nè anh trai, dám nhờn với em nè. Em với bà cô của em là bá đạo lắm đó nha. Rồi, lên xe thôi cô ơi. Bây giờ mình sẽ cùng nhau đi cướp ngân hàng nha cô. Đi cướp ngân hàng của mình bắt bỏ các bạn. Ôi, chạy hơi bị đã luôn các bạn. Để mình xem luôn mình tắt sao chưa nha. Để một chút nữa mình cướp xong cái nó tự nhiên nó tắt sao luôn các bạn. Như vậy thì nó không có hay. Mình thích có sao kìa, chạy trốn cảnh sát các kiểu ha. Rồi cô ơi, ôm em chặt vào nha. Anh trai né sang một bên. Ui giờ anh trai ơi có sao không anh trai? Anh trai đừng có đánh em nha. Cô giáo của em là hung dữ lắm luôn á. Anh trai đánh em là có chuyện đó. Rồi xong phiên anh trai. Ở không anh trai không muốn đâu. Anh trai muốn có chuyện không à. Rồi lên sao rồi cô ơi cô. Ủa các bạn, cô của mình bắn mà chứ mình có làm gì đâu, sao mình lên sao ta. Không hiểu luôn các bạn. Rồi nhắn e. Bây giờ mình phải lại gặp cái người ấy hả ta. Cái người quản lý các bạn. Ủa quản lý đâu, quản lý đâu, quản lý đâu. Ủa mình nhớ là vào ngân hàng đây mình sẽ đi tìm một cái chìa khóa mà. Ôi các bạn ơi, lần này cúp khác nữa rồi. Lần này là mình gặp trực tiếp quản lý luôn các bạn. Trời ơi, cái tướng mình có khúc sao? Có chút xíu mà các bạn, con khúc à. Mình đứng hình như là tới bụng anh trai nữa các bạn ơi. Ôi, cái này giải mà, anh trai khỏi mở cửa đi, em tự vào cũng được nữa. Ôi, vàng không tơi. Các bạn ơi, ngân hàng chỗ này giàu quá. Toàn vàng với vàng thôi các bạn. Rồi, nhặt vàng bỏ vào túi, nhặt vàng bỏ vào túi. Đó, được bao nhiêu đây, được bao nhiêu đây? 50, 55, 65, 70, 95. Hình như là tất cả vàng các bạn thì nó sẽ có giá trị là tầm khoảng là 200 đến 300 triệu các bạn. Vàng hơi bị nhiều luôn đó nha. Rồi tiếp theo là cái này. Ô mà mình thấy cái ngân hàng này các bạn, này có mấy cái gì đỏ đỏ này các bạn ơi. Đây, nó rớt quá chừng luôn nè. Mình không biết cái đó là cái gì luôn á. Rồi, nhanh lên đi, nhanh lên đi. Mình nghĩ sẽ được đâu đó tầm khoảng là 200 mấy đến 300 đó các bạn. Hơi bị nhiều đó. 1.8 rồi. 1.9 rồi. 200. À, chỉ có 227 thôi các bạn ơi, như vậy cũng được. Mình cướp cho vui thôi các bạn. Chứ tiền bạc gì tầm này nữa. Rồi cô ơi, đi với em nè cô. Ngày hôm nay cô giáo của mình hơi bị đầu gấu nha các bạn. Lúc trước thì làm bảo vệ. Vừa thấy học sinh về thăm các bạn. Đó. Đi cướp học sinh luôn. Này thì xe con bọ này, xe con bọ này. Các bạn coi xe con bọ nó quay mấy chục vòng luôn kìa. Đó đó đó. Đó. Quải cái xe con bọ chưa? Con bọ biết bay. Ôi. Cái gì mà mạnh ghê vậy ta? Các bạn ơi, nó mạnh ghê luôn á. Xe con bọ. Này. Đúng rồi, mấy anh trai ơi. Mấy anh trai cảnh sát đúng không? Mấy anh trai đặc nhiệm siêu quá nè. Cảnh sát nè, cảnh sát này các bạn, bay quá chừng bay luôn. Cô giáo của mình còn bay nữa không chỉ là mấy anh trai đó. Rồi, anh trai nữa đúng không? Từ anh trai đứng yên chỗ đi anh trai. Đứng yên một chỗ đi cho ném bom nè. Ôi, bay luôn nha. Các bạn, bay loạn xà ngầu các kiểu luôn nè. Mà được thăng nó cao quá các bạn ơi, mình ném không tới nè. Chứ nó ném tới là mình ném ngay nó liền luôn á. Nè, anh trai mới xuống đúng không? Em cho anh trai bay luôn. Anh trai nữa nè, anh trai nữa nè. Đứng yên đó anh trai, đứng yên đó anh trai. Đó, em cho anh trai bay luôn nha. Nhưng mà đừng có trúng xe của em. Con xe này của em mua là tiền không luôn á. Các bạn ơi, mình để xe mình đi đi các bạn. Để chút nữa nổ trúng xe mình thì uổng lắm. Xe mình đúng đẹp luôn á. Đâu rồi? Đợi xe quát. Một bom của mình đâu, một bom của mình đâu. Quả bom của mình đâu. Đúng rồi. Núp đi, núp đi. Núp đi, núp đi. Núp đi, núp đi. Các bạn coi này, cái quả bom này mạnh lắm nha các bạn. Nó kéo người ta đi chỗ này chỗ kia luôn á. Mạnh lắm các bạn ơi. Đó, mấy anh trai. Mấy anh trai. Mấy anh trai này núp đi. Các bạn coi nè, không chịu chạy nữa, nó nổ nè các bạn. Không chịu chạy nè, thì mình cho bay luôn. Chưa kịp cho nổ nữa các bạn, mình cho bay luôn nha. Đó, đó, ui. Đây rồi nha các bạn, nhưng mà khi mình luyện lại á, vẫn nổ được nữa nha. Đây các bạn nhìn nè. Đó. Đây rồi, ơi. Sao không nó không bay được ta? À, đây rồi, nó không bay được các bạn ơi. Mình nhớ là đây rồi, vẫn bay được mà. Kỳ thế. Rồi một anh trai. Cô giáo bắn điện luôn các bạn. Hai anh trai. Ba anh trai. Đúng rồi, bốn anh trai. Cho bay luôn nha, cho bay luôn nha. Ôi các bạn ơi, bay quá chừng bay luôn kìa. Nè anh trai cảnh sát nè. Anh trai cảnh sát nè. Ôi.
Trúng con xe, sao con xe cũng bay luôn các bạn ơi, dữ lắm các bạn. Ôi, nó nhảy kìa các bạn, con xe nó nhảy kìa. Đó, nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi. Ghê quá ta. Đây các bạn, nó nhảy nè. Ê, trúng mình, trúng mình, trúng mình. Ui. Hình như là mình chạy trúng cái điểm nào đó các bạn nó mới nhảy được nha, chứ bình thường á là nó nhảy không được đâu. Mà phải căng cái điểm đó các bạn nó mới nhảy được. Gì vậy anh trai? Gì vậy anh trai? Né sang bên anh trai ơi. Né sang bên. Đó. Hình như là mình luyện snap capo đó các bạn. Nó mới nhảy được nha. Đó các bạn coi nó nhảy kìa. Đây, xe con bò. Xe con bò nhảy luôn. Ờ, mình luyện sâu quá các bạn ơi. Nó nhảy không được. Nó khó khăn lắm các bạn, cái này nó khó khăn lắm nha. Chứ nó không có đơn giản đâu. Đó các bạn coi nè. Luyện snap capo nó mới nhảy các bạn ơi. Được đó, được đó. Xe nữa. Ờ, rồi. Nhảy không? Nhảy không? Đó các bạn. Mình biết rồi các bạn ơi. Mình biết làm sao để cho nó nhảy rồi. Ui, trái 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 trái. Ngồi dậy, ngồi dậy, ngồi dậy lên. Ui, trái rồi, trái rồi. Chán cô ghê luôn á. Lúc nãy cô bắn em á thì cô có một khẩu MG. Bây giờ cô có súng điện rồi. Cô bắn vậy là đâu có thấm thía được ai đâu. Súng điện bắn kiểu như là chỉ khống chế thôi các bạn ơi, chứ nó không có đam. Mình bắn đâu đó tầm khoảng là 5 đến 6 phát kìa, mọi người mới xỉu nha. Chứ súng điện nó yếu lắm các bạn ơi, nó không có đam. Rồi, cô giáo vừa ngồi trên xe mô tô. Cô giáo vừa cầm súng điện, cô giáo bắn mọi người hả? Như vậy đâu có thấm thía đâu cô. Chán cô ghê luôn á nha, chán cô ghê luôn á nha. Rồi, chạy đúng cảnh sát rồi các bạn ơi. Anh trai này chạy xe đạp nè. Ui, đúng cái gì vậy? Đúng cái gì mà mình với cô ngã té sấp mặt ra ngoài luôn các bạn ơi. Rồi cô ơi, lên xe đi cô. Em với cô chùa nó khỏi chỗ này thôi. Em với cô chùa nó khỏi chỗ này thôi. Cảnh sát đông quá, cảnh sát đông quá các bạn ơi. Ở đây thì trốn cảnh sát đơn giản rồi các bạn. Mình chỉ cần mình quay trở lại cái đường hầm á là mình trốn vào cảnh sát thôi. Trốn cảnh sát thì khá là gì mà. Anh trai chạy xe mô tô nè. Ô lộn, anh trai chạy xe đạp nè. Còn cô nữa, trời ơi. Cô bắn súng điện đó có được gì đâu cô. Chán cô ghê luôn á. Khẩu MG của cô đâu, súng lục của cô đâu. Cô không chịu bắn cảnh sát đi. Chán thật sự cô luôn á nha. À các bạn ơi, bây giờ mình sẽ thử leo lên ngọn núi Chi Lát mình trốn cảnh sát nha các bạn. Sẵn mình đi up rock luôn các bạn ơi. Up rock bằng chỗ này nè. Đây. Thông thường đi up rock bằng đường chính nha các bạn. Ngày hôm nay đi cúp ngân hàng up rock bằng đường này luôn. Như vậy nó mới đỉnh nè các bạn ơi. Nào nào nào, leo lên leo lên leo lên. Trời ơi cô ơi, cô ăn cái gì mà cô nặng dữ vậy. Chứ một mình con là con leo lên cái một luôn á nha. Chở cô, trời ơi cô nặng quá trời quá đất luôn vậy đó. Ôi, nào thơ 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 thơ. Ôi ôi ôi, cảnh sát 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 cảnh sát. Đó 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 đó. Trốn được cảnh sát rồi các bạn ơi, trốn được cảnh sát rồi nè. Cũng easy đó các bạn ơi. Cảnh sát hả, 3 chiếc trực thăng luôn các bạn. Ồ, bình thường thì chỉ có 2 chiếc trực thăng thôi các bạn ơi. Ngày hôm nay mình chở cô giáo đi cướp ngân hàng nè. Tặng 3 chiếc trực thăng đủ theo mình luôn. Wow, mình với cô giáo là hơi bị nổi tiếng nha các bạn. Cướp ngân hàng là 3 chiếc trực thăng tìm mình luôn á nha. Ôi, no, no, trái, 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 trái. Mắc sao đi mà, mấy anh ơi. Rồi xong phim luôn các bạn ơi, lên sao rồi. Cảnh sát họ phát hiện ra mình rồi. Tại cô không có nha cô. Cô nặng quá đi mà, một mình em là em đem lên cái một rồi. Chở cô đúng nặng luôn á. Cô giáo của mình nặng quá các bạn ơi, cô giáo của mình nặng quá. Rồi để mình tắt sao nha các bạn. Để cảnh sát đuổi theo mình chút xíu là bắn xe của mình, hư xe của mình luôn á. Ngày hôm nay đi trôn là chính mà các bạn ơi. Cướp ngân hàng thì mình chỉ cướp cho vui thôi. Ôi, leo lên, leo lên, leo lên, leo lên, leo lên, leo lên. Ôi ơi, cô nặng quá cô ơi. Cô nặng quá, ôi không xong rồi các bạn ơi. Mình bị tuột xuống rồi, mình bị tuột xuống rồi. Chỗ này leo lên được không ta? Dốc quá các bạn ơi, chỗ này dốc quá, dốc quá. Cô của mình nặng quá đi mà. Chở leo lên không nổi luôn các bạn. Rồi, rồi, xong phim rồi, xong phim rồi, xong phim rồi. Cố gắng lên, cố gắng lên, chỉ một đoạn nhỏ thôi. Là mình quay qua đường chính rồi các bạn ơi. Đường chính thì mình sẽ leo lên dễ hơn nha. Nào nào nào. Cô ơi, cô ơi là cô, cô ơi là cô. Cứu lên. À được các bạn ơi, được rồi các bạn ơi. Đây. Nào mấy anh trai né sang một bên mấy anh trai. Gì vậy mấy anh trai muốn kiếm chuyện hả? Mấy anh trai muốn kiếm chuyện với em hả? Em sẽ tặng cho anh trai một quả nha. Anh trai thích phượt cho nhanh đúng không? Anh trai thích phượt cho nhanh phải không? Em tặng cho một quả nè, cho anh trai bay luôn nha. Rồi cô lên xe thôi cô ơi. Nhanh lên đi cô. Nhanh lên đi cô ơi. Rồi, con với cô sẽ leo lên đỉnh núi này nha.
Ok, và mình nghĩ là mình cũng sẽ kết thúc video của mình đây thôi các bạn ơi. Mình cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Như vậy là đã kết thúc một ngày về quê thăm lại cô giáo chủ nhiệm năm xưa rồi các bạn. Cô giáo hổ báo cáo tròn quá đi mà. Ơn sói này, mình mới chạy lại gần thôi các bạn ơi. Mình chưa kịp đụng nó, mình bắn nó hay là mình làm gì luôn á, cái nó sẽ mất tiêu rồi. Ôi vãi cả sói. Vãi ba con sói. Ôi cô ơi, con với cô sẽ lên đây ngắm cảnh nha. Mọi người lên đây phượt quá chừng luôn các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ ở đây phượt với mọi người nha, cùng với cô giáo chủ nhiệm năm xưa của mình các bạn. Đâu rồi, quả bông bay. Quả bông bay nè, đó. Mấy bà chị đứng nhìn đi, mấy bà chị cứ đứng nhìn đi. Em sẽ cho bà chị mấy quả. À, ở đây bà chị nữa hả? Rồi đó. Bà chị bên đây nữa. Này nha. Được hai người, à, được bốn người rồi các bạn ơi. Ở đây thêm hai người nữa. Rồi, là mình có sáu người nha. Mình sẽ cho sáu người bay luôn các bạn ơi. Rồi các bạn nhìn nè. Bay. 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 Ôi bay quá chừng bay luôn các bạn ơi. Ủa sao hai người trước kia không bay? Ôi các bạn coi kìa. Ôi. Giống y chang như là gắn cái quả tên lửa vào người đó các bạn. Hơi bị mạnh luôn nha. Cái quả bom này hài quá các bạn ơi. Rồi. Và mình tạm biệt các bạn đây nha. Bye bye.